Chào anh chị và các bạn. Trong Phật giáo người ta hay có một cái câu đó là để tìm được cái hạnh phúc thì cách rất là giản đơn đó chính là loại bỏ những cái gì không được coi là hạnh phúc. Đức Phật không thực sự chỉ ra cho mọi người biết được rằng là như thế nào là hạnh phúc. Nhưng Đức Phật chỉ ra rằng là cái nào thì được coi là không hạnh phúc, được coi là đau khổ. Từ đó thì mới có cái câu chuyện đó là tìm những cái giải pháp, cái cách thức sử dụng gọi là giới định tuệ và bát chính đạo để diệt khổ, để loại bỏ cái khổ. Và khi mà người ta không còn cái khổ nữa thì cũng đồng nghĩa với việc là tự nhiên cái hạnh phúc nó sẽ đến. Cũng từ cái chủ đề này thì trong đầu tư á, thì có rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của anh chị và các bạn về cái việc đó là làm thế nào để đầu tư thành công, để đầu tư tốt, có kết quả đầu tư, có tỷ lệ lợi nhuận cao. Thực sự mà nói thì sẽ không ai nói hay là cũng không có cuốn sách nào có thể là giải bày một cách chi tiết cho anh chị và các bạn một cái phương pháp cụ thể nào để có thể đầu tư thành công và có một cái cách thức để đi đến cái kết quả tốt đẹp. Nhưng chắc chắn rằng là rất nhiều những cái tài liệu được ghi chép cũng như là những cái chia sẻ của nhiều người khác mà anh chị và các bạn đã từng nghe qua thì sẽ không thiếu những cái câu chuyện về cái việc là kinh nghiệm làm thế nào mà lại bị thua lỗ. Vậy thì để có cái thành công trong đầu tư á, thì cũng tương tự giống như cái câu chuyện để có thể hạnh phúc không có khổ đau nữa, thì để đầu tư thành công thì tốt nhất là chúng ta nên tránh những cái thương vụ thất bại, loại bỏ những cái thương vụ thất bại trong cái quá trình đầu tư của mình. Loại bỏ được nó thì chúng ta cần phải biết được là nó từ đâu mà sinh ra. Để loại bỏ được nó thì chúng ta cần phải biết cái nguyên nhân là tạo ra nó và cái thức ăn nào đã nuôi dưỡng nó. Tôi lấy ví dụ như là tại sao phần lớn anh chị và các bạn đều cứ khi nào mua vào thì giá của một cái loại tài sản nào đó nó lại giảm. Còn cứ khi nào anh chị và các bạn bán ra thì giá một cái loại tài sản nào đó anh chị và các bạn nắm giữ nó lại tăng rất là mạnh. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến chúng ta thường hay có những cái hành động sai lệch như vậy? Tại sao những cái tài sản mà chúng ta mua vào nó không tăng giá mà nó lại cứ hay giảm giá? Còn tại sao những cái tài sản chúng ta vừa mới bán đi thì nó lại tăng giá vù vù? Tại sao chúng ta không làm ngược lại điều đó? Thì thưa anh chị và các bạn, nó là do cảm xúc anh chị và các bạn. Do cái cảm xúc của anh chị và các bạn, và cái cảm xúc đó được nuôi dưỡng bằng cái việc đó là anh chị và các bạn mong muốn, kỳ vọng, hoặc là anh chị và các bạn sợ, hoang mang trong quá trình đầu tư. Khi anh chị và các bạn bán đi một cái tài sản nào đó là bởi vì cái tài sản đó anh chị và các bạn đã giữ rất là lâu. Nó không những không tăng giá mà nó còn làm giảm giá, và hàng ngày thì anh chị và các bạn cộng trừ nhân chia cái giá trị tài sản của mình và thấy mỗi ngày thì nó mất đi một lượng tiền trên cái phép tính của anh chị và các bạn, trên sách vở, trên giấy bút hoặc là trong đầu anh chị và các bạn. Vì vậy anh chị và các bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang, cảm thấy chán nản và có khuynh hướng là muốn bán nó đi.
bán nó đi thì là để giải tỏa cái việc hoang mang, giải tỏa cái việc chán nản trong đầu tư, và giải tỏa luôn cả cái việc đó chính là anh chị và các bạn muốn đi tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư khác. Thì cái điểm khởi đầu của cái thức ăn, của cái câu chuyện tìm kiếm một cơ hội khác, nó lại đến từ một cái tâm lý, đó là mong muốn nhanh chóng có lợi nhuận, nhanh chóng có thể biến cái đồng tiền vốn của mình, biến cái số vốn của mình đang có, nó có nhiều hơn, mong rằng nó nhanh chóng đạt được. Vì cái điều đó nên anh chị và các bạn bắt đầu đi tìm kiếm những cái tài sản, những cái khoản đầu tư nó đang có khuynh hướng tăng rất là mạnh, thậm chí là tăng rất là nhiều trước đó, được cả thị trường chứng minh và được nhiều người nói tới. Ban đầu thì anh chị và các bạn thấy nó tăng như vậy thì các anh chị và các bạn không tin, và với cái tâm lý sợ mất mát trước đó hoặc là hoang mang trước đó thì anh chị và các bạn không quyết định mua cái tài sản đó. Nhưng với cái việc là chúng ta mong muốn, mong cầu, mong nhanh có một cái khoản lợi nhuận thì chúng ta tiếp tục theo dõi nó và nó tiếp tục tăng, nó tiếp tục thay đổi về mặt giá trị, nó càng ngày nó càng nhiều tiền hơn, lớn hơn. Và anh chị bắt đầu trải qua cái cảm xúc đó là tiếc nuối. Nếu như vậy, biết như vậy thì cách đây mấy hôm hoặc là mấy tháng trước mình có nắm giữ cái tài sản đó thì có lẽ là mình đã có một cái lượng giá trị gia tăng khá là nhiều. Để rồi anh chị và các bạn tiếp tục quan sát cái tài sản đó và tiếp tục mong muốn rằng chúng ta phải làm một cái điều gì đó, bản thân mình phải làm một cái điều gì đó. Thì thật chớ trêu thay thì cái tài sản đó sau khi đã tăng rồi thì vì cái khuynh hướng trước mắt của nó đang là tăng rất là mạnh, vì vậy nó tiếp tục tăng. Nhưng mà anh chị và các bạn thì vẫn chưa dứt khỏi được cái trạng thái sợ thua lỗ hoặc là sợ trước đó, hoang mang trước đó. Cái lòng tham của anh chị và các bạn chưa đủ lớn, chưa được nuôi dưỡng đủ lớn, nên là anh chị và các bạn vẫn không mua, vẫn không tham gia. Và nó tiếp tục tăng, làm cho anh chị và các bạn càng tiếc nuối. Cái sự tiếc nuối đó chính là thức ăn cho cái lòng tham. Và nó tiếp tục được nuôi lớn. Và cái tham của anh chị và các bạn lớn dần theo thời gian, lớn dần cùng chiều và tỷ lệ thuận với cái giá trị của cái tài sản mà anh chị và các bạn định tính tham gia đầu tư. Thế rồi đến một ngày thì nó tăng quá nhiều, tăng rất là nhiều so với những gì mà anh chị và các bạn biết về nó trước đây. Anh chị và các bạn có thể dùng một cái phép tính rất là nhanh, cộng trừ nhân chia, là ra cái số tiền đáng lý ra nó là của mình. Nếu chúng ta mua và giải ngân trước đó, sau khi chúng ta bán hoặc là thoát khỏi một cái thương vụ đầu tư trước đó. Một điều thứ hai nữa là chính cái chỗ mà chúng ta vừa bán, cái giá trị tài sản chúng ta cầm giữ rất là lâu, khi trước đó chúng ta đã cố gắng rất là nhiều trong cái câu chuyện đó là giữ, nắm và cầm, thì lúc chúng ta bán ra thật chớ trêu thay thì nó lại tăng giá. Và nó tăng cũng không kém gì với cái thương vụ mà anh chị và các bạn đang quan sát, đang muốn mua mà chưa mua được trong cái khoảng thời gian vừa qua. Và chúng ta cảm giác là chúng ta không chỉ mất tiền ở cái thương vụ chúng ta chưa tham gia, mà chúng ta đang tiếc nuối cả cái thương vụ chúng ta vừa bán đi. Thức ăn của cái sự tiếc nuối đó nó lại càng nuôi lớn cái lòng tham của chúng ta, cái sự mong muốn nhanh chóng để có thể có một cái tài sản để bù đắp vào cái thứ mà vốn dĩ nó không phải là của chúng ta. Cái đồng vốn trong tay của chúng ta chắc chắn là của chúng ta, nhưng cái thứ mà chúng ta đang viễn hoặc ở ngoài kia, ở cái tài sản chúng ta đã bán đi rồi nhưng mà nó tăng giá, thì chúng ta nghĩ rằng đó là khoản tiền của chúng ta mất. Còn cái thứ mà chúng ta chưa mua nó vẫn tiếp tục tăng giá, chúng ta cũng nghĩ rằng đáng ra nó là của chúng ta. Cả hai thứ tiếc nuối đó nó nuôi lớn cái lòng tham, cái sự tham, cái tham của chúng ta nó bắt đầu nó tăng và nó lớn một cách gọi là đến một cái mức độ chúng ta không kiểm soát được nó nữa. Thì chúng ta mua vào cái tài sản mà chúng ta quan sát lâu nay. Chia buồn với anh chị và các bạn,
là khi lòng tham đủ lớn thì cũng là lúc mà giá trị tài sản cũng đã đủ lớn và nó không tăng nữa. Và lúc này đây thì ngay lúc anh chị và các bạn mua vào thì nó bắt đầu giảm giá. Và rồi là cái tham của mình nó đã gây ra cái thiệt hại về mặt tài sản, tiếc nuối quá khứ. Chúng ta đáng ra không nên bán cái tài sản của mình. Chúng ta đáng ra là phải mua ngay cái tài sản chúng ta quan sát. Vậy mà chúng ta đã chậm trễ, đã lần qua lần lại không mua. Cuối cùng khi chúng ta mua thì nó lại giảm giá. Chúng ta gọi là mất đơn, mất kép. Trong đầu chúng ta sẽ nghĩ như vậy. Chúng ta không làm rõ được cái nào là của chúng ta, còn cái nào là của thị trường, cái nào là cái thứ ở ngoài kia. Chúng ta nuôi lớn nó bằng cái tâm tư của mình, và chúng ta hành xử theo cái cách đó là phụ thuộc vào cái bốc đồng trong cái tâm tư của mình. Vậy thì khi mà một người mà đã tỉnh thức trong đầu tư, nghe cái từ tỉnh thức thì nó giống như cái kiểu giác ngộ hay kiểu đại loại đó là nhận thức, thức dậy sau những cái mê muội trong đầu tư. Và nó cũng có cái tính tương đồng đối với lại những cái mà rất là nhiều người đang nói tới ở ngoài xã hội người kia, đó là tỉnh thức, trực nhận, nhận ra cái sự việc nó là như vậy. Thì cách để có thể mà chúng ta ít tham bị những cái thương vụ như vậy, ít bị những cái lần thua lỗ như vậy, thì chúng ta phải loại bỏ được, phải bỏ được cái tâm lý của mình. Hay dùng một cái từ rất là đơn giản, nhưng mà phải loại bỏ được cái chuyện đó. Loại bỏ được cái chuyện đó là chúng ta sẽ không hề mảy may gì với cái câu chuyện đó là những thứ chúng ta đã bán đi rồi mà cảm thấy tiếc nuối với nó. Hay người khác, một số người thì nói rằng là nó như kiểu là nó vô cảm. Thì chúng ta cũng không hề tiếc nuối đối với cái thứ mà chúng ta chưa mua vào. Bởi vì thực ra tiền ở ngoài kia thì rất nhiều. Chỉ là chúng ta phải tìm ra cái cách kiểm soát mình trước đã, rồi hãy bắt đầu mới kiếm tiền ở ngoài đó. Thì có như vậy thì anh chị và các bạn mới cảm thấy không tiếc với những thứ nó vốn dĩ là ở ngoài kia. Nó của người ta, nó của xã hội, nó không của riêng mình. Và từ đó thì chúng ta cắt bỏ được cái thức ăn để nuôi cái tham vọng của chúng ta. Và chỉ khi cái tham vọng của chúng ta bị dập tắt, cái sự tiếc nuối của chúng ta không còn nữa, thì mọi các cái quyết định đầu tư của chúng ta nó sẽ rất là sáng, rất là rõ. Khi nào giải ngân, khi nào đầu tư, khi nào mua, khi nào bán, nó rất rõ ràng. Nó có thể nói là rất là rành mạch, và nó không bị chịu cái ảnh hưởng chi phối của các cái cảm xúc về cái tham lam, cái tham mong muốn rằng là nhanh đạt được. Đã rất nhiều ví dụ trước đây thì Thắng đã nói với anh chị và các bạn, ví dụ như một cái cây như thế này. Anh chị và các bạn không thể có cái cách nào mà để cho một cái chồi non mà trong vòng có 3 đến 6 tháng nó có thể thành cái cây như này. Nó phải mất cả hàng chục, thậm chí là vài chục năm nó mới lớn được như vậy, đúng không ạ? Một cái sản vật là hoa quả trái ngọt từ một cái cây nào đó, nó không thể bằng cách nào mà anh chị và các bạn có thể nhanh chóng có được nó trong khoảng thời gian ngắn. Nó cần phải có thời gian, nó cần phải có nước, nó cần phải có ánh sáng, nó cần phải có không khí để nó có thể từ từ đâm chồi nảy lộc, đợi rồi sau đó thì mới lớn lên trưởng thành, rồi mới đơm hoa kết trái. Cái việc quá trình đầu tư nó cũng vậy. Hiểu được cái chuyện đó thì chúng ta mới quay lại với cái câu chuyện đó là khi chúng ta đầu tư, chúng ta sử dụng cái đồng tiền của mình cho một cái thương vụ đầu tư nào đó, mua bán một cái thương vụ đầu tư nào đó, chúng ta cần phải cho nó thời gian để nó lớn lên từng ngày, và nó mới sinh chồi nảy lộc, nó mới gọi là cưới vợ, cưới chồng, gọi là đẻ con đẻ cháu, sinh con đẻ cháu cho chúng ta được. Nó mới lớn hơn, nó mới nhiều hơn được. Thế thì chẳng ai bảo là 3 ngày sau, 5 ngày sau nó có thể từ 100 triệu nó thành 150 triệu được. Không có cái khoản đầu tư nào nó nhanh và nó dễ dàng như vậy. Trừ khi nó là một cái gì đó mà nó đến quá nhanh thì nó sẽ có sự bất thường,
hoặc là nó tạm thời gửi cho anh chị và các bạn trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó thì nó sẽ lấy lại và tính tổng cả một cái chặng đường. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng không lớn hơn nhiều so với những thứ gì mà nó phát triển một cách bền vững, bền đều trong khoảng thời gian dài. Thì quay lại cái câu chuyện đó là không phải là cái giải pháp nào để tìm ra được cái, những cái thương vụ đầu tư như vậy. Thực tế những cái thương vụ đầu tư đó nó có, nó tồn tại rất là nhiều trong cuộc sống. Rất là nhiều trong cuộc sống. Thắng hay có một cái ví dụ mà muốn kể cho anh chị và các bạn nghe, đó là giữa một cái người rất thông minh và một người được coi là vô minh, tức là không hiểu biết gì cả. Thì những người rất thông minh nhưng không kiểm soát được cảm xúc, thường xuyên tham gia thị trường, thường xuyên theo dõi giá và thay đổi của thị trường, thì lại không thành công bằng một người gần như là vô minh trong cái lĩnh vực đó, tức là không hiểu biết gì về lĩnh vực đó, nhưng lại mua và mua theo một cái quy luật rất là giản đơn. Đó là người bạn của Thắng học hành cũng chẳng tới đâu đâu, khoảng hết cấp 1 biết đọc biết viết là đã bắt đầu gọi là ngừng học rồi, và đủ tuổi trưởng thành thì ngoài 20 tuổi là bắt đầu lên xe ô tô vào Nam để kiếm sống. Và khi vào trong này thì cũng chỉ làm những công việc phổ thông thôi, làm công nhân, làm phụ hồ, làm những công việc lương bổng rất là thấp. Nhưng mà vì phải ở trọ với cái phòng trọ rất là nhỏ và rất tốn chi phí cho cái câu chuyện đó, thì người bạn này, Thắng đã từng kể câu chuyện này rồi, thì anh chị nào nghe rồi thì nghe lại chút. Người bạn này chỉ mong muốn rằng là tiết kiệm được một chút tiền để có thể mua được một miếng đất nào đó, để có thể cất lên một cái nhà nhỏ nhỏ khoảng tầm 40 hay 50 mét vuông ở gần khu công nghiệp sóng thần thôi. Tức là chỉ lúc ban đầu thì cứ đi làm vậy, mỗi tháng để dành ra khoảng 1 đến 2 triệu đồng. Tháng thì ít hơn 500 1 triệu đồng trong giai đoạn năm 2006 2007, năm 06 07, thậm chí là có những người bạn của Thắng thì 20 tuổi thì vào trong miền Nam này, thì vào từ những năm 2000 cơ. Những năm 2000 cơ. Thì có được một khoản tiền nhất nhỏ như vậy, 30-40 triệu đồng. Sau đấy thì ở trọ trong một cái dãy phòng trọ trong một cái vườn của nhà người ta. Và người bạn này hỏi những cái người chủ vườn, người chủ nhà, là bây giờ cháu có một chút tiền thì bán cho cháu một chút thôi, bán giấy tay cũng được nữa, bán cho cháu một chút đất để cháu làm một cái phòng ở lên, để cháu khỏi phải đi thuê tiền trọ. Người chủ thì đôi khi còn rất là thương và thậm chí cắt cho cái lượng đất nhiều hơn cả là những gì mà bạn Thắng mua. Thế rồi theo thời gian thì cứ qua mỗi năm thì cái miếng đất mà bạn tới mua nó tăng giá theo từng ngày. Và chỉ sau vài năm thôi thì nó đã gấp 2, gấp 3 lần số tiền mà bạn tớ tiết kiệm bỏ vào đó. Thế là nó giống như một cái cơ duyên ấy. Cái quy trình tiết kiệm để mua như vậy nó đã thành một cái, nó giống như là nó có một cái công thức như vậy rồi. Thế bạn tớ thì cũng chả có cái phải là cái người giỏi giang gì đấy, thu nhập lớn gì nhiều đâu. Cứ làm như vậy và sau đó lại đi hỏi ở một cái vườn khác, ở một cái chỗ nhà khác, lại cũng mua một miếng đất như vậy, sau đấy cũng cất lên một cái nhà. Và lúc này thì đã có chỗ để ở rồi, thì cái nhà mới cất đó lại cho người khác thuê và có một cái tiền về. Và cái công thức đó nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Càng làm thì nó lại càng thấy rằng là nó càng đẻ ra tiền từ cái miếng đất đó. Còn cái phần mà xây lên thì lại có một cái tiền mà những người bạn khác đã đến thuê ở, hoặc là những người khác đến thuê ở. Thế rồi sau theo thời gian, sau 15-20 năm thì có trong tay khá là nhiều đất. Đầu tiên thì những miếng đất này thì là những miếng đất mua bán tay ở vườn. Nhưng vì cái sự phát triển của Dĩ An thì dần dà người ta cũng bắt đầu gọi là xẻ đường và cấp số nhà, cấp điện, cấp nước và cho phép là đóng thêm tiền để lên số đó. Và khi lên số đó rồi thì giá trị miếng đất nó lại càng cao hơn nữa. Và đến nay thì có nhiều người bạn đã có tới hàng phải tính hàng chục cái miếng đất như vậy. Đấy, còn có những người khác thì thông minh hơn, hiểu biết hơn về bất động sản, biết được nhiều thứ về tài chính, về kinh tế. Đúng nghĩa là một người tham gia đầu tư luôn, có một chút vốn, vì là thông minh hơn mà, có bằng đại học, ra trường, lương cao,
Chỉ trong vài năm thôi thì đã có một cái vốn rất là lớn, có khi là vài trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Thế rồi đi đầu tư, đứng vai trò là một nhà đầu tư hiểu biết và thông minh, và mua một miếng đất A có cái giá ví dụ 1 tỷ đồng. Sau đó thì vài hôm nó tăng thành 1 tỷ 2, rồi lại bán nó đi để chốt lời, kiếm được 200 triệu. Sau đó thì lại mua lại cũng một miếng đất tương tự như thế với cái giá 1 tỷ rưỡi, và sau đó lại bán lại với cái một giá 1 tỷ 7. Thì cái người bạn mà thông minh này, cái người bạn mà có nhiều kiến thức này, thì họ cứ đi theo cái kiểu như là cái tâm lý của họ là khi có những cái thành công, có những cái biên lợi nhuận thì họ chốt nó ra, lấy nó ra. Kết quả cuối cùng thì cuối cùng thì cũng có một cái lượng tiền, vì vì cũng nhiều thương vụ đầu tư có lời nhưng cũng nhiều thương vụ đầu tư không có lời, có một lượng tiền. Nhưng nếu để so sánh với một cái người tức là chả có hiểu biết nhiều gì về kinh tế, cứ làm một cái chuyện theo một cái quy luật rất là thông thường, vô cùng giản đơn, nó giống như một cái công thức rất là dễ làm, cứ thế làm và không hề bán gì cả, cứ để vậy. Thì câu chuyện kể như thế để nói với anh chị và các bạn rằng là nếu mà đã thức tỉnh trong đầu tư, đã hiểu đúng bản chất của đầu tư thì phải hiểu đến gốc rễ của cái sự việc ban đầu, phải quay về với cái gốc của cái quy trình. Cái quy trình nó là một cái công thức có vẻ nghe rất giản đơn thôi, nhưng tại sao người ta không làm mà người ta lại 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 bị ảnh hưởng của thông tin? Với cái người mà hiểu biết được gọi là thông minh nhưng mà nó chưa tới thì cứ chạy theo những cái việc gọi là liên tục, gọi là mua bán, tưởng rằng như vậy là nó lời nhưng nó lại không lời, nó lại không có lời nhiều, nó không đem lại cái hữu ích nhiều. Không chỉ trong lĩnh vực đầu tư bất động sản mà Thắng có thể chứng minh cho anh chị thấy, các bạn thấy được là trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán cũng vậy. Phần lớn những người trong một cái chu kỳ tăng giá mạnh của thị trường giai đoạn 2004, 2003, 2008 và giai đoạn 2014, 2018 thì những người giống như kiểu là không biết gì cả. Ví dụ một anh công nhân làm bảo vệ ở nhà máy Vinamilk được thưởng 5-7 ngàn cổ phiếu Vinamilk từ những năm 1000 năm 2000 2003 gì đấy, 304 gì đấy, lúc mà cổ phần hóa. Anh này anh không biết gì cả, anh cứ để vậy thôi. Sau mỗi năm thì số lượng tiền mà công ty thưởng thêm vào trong cái tài khoản dựa trên cái số cổ phần mà anh được thưởng ban đầu thì anh lại cũng mua thêm một chút Vinamilk vào đó. Hoặc là đôi khi anh không mua, anh để nguyên tiền đó và cũng chẳng biết mình có tiền. Còn hàng năm nó có cái phần thưởng cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của anh ấy cứ tăng dần lên. Theo thời gian thì mỗi lần chia tách của công ty thì số lượng cổ phiếu của anh ấy nhiều lên và anh ấy vượt con số hàng chục nghìn cổ phiếu, chục nghìn cổ phiếu. Và một ngày đẹp trời, anh ấy nhớ ra rằng anh ấy là một người có làm bảo vệ và rất là may mắn, mỗi lần như vậy thì được thưởng sau nhiều năm làm gắn bó với công ty. Anh lôi ra với số cổ phần của anh ấy, đem bán với cái giá 200 nghìn, 300 nghìn thì thợ sĩ là rất lời, rất nhiều tiền luôn. Còn người khác thì cũng là một cái người có trình độ học vấn rất là cao, lãnh đạo, thậm chí là có cái vị trí trong công ty, được thưởng còn nhiều hơn rất nhiều so với cái người làm bảo vệ. Nhưng mà anh này anh thông minh, mà quá thông minh luôn. Anh cứ nhìn quan sát bảng điện, biết được cái sự thay đổi của giá. Anh thường xuyên mua đi bán lại, rồi thậm chí bán cả cái những thứ mình đang được có được thưởng để mua cái khác, thì cứ chạy lòng vòng. Cái kết cuối cùng thì thực tế mà nói thì có nhiều người thua rất nhiều so với cái tỷ lệ mà cái người không làm gì. Vậy thì minh triết trong đầu tư là gì? Vậy thì minh triết trong đầu tư đó là hoặc là không biết gì như một đứa trẻ con, hoặc là biết nhưng mà phải biết thật rộng, biết tới và gốc rễ của sự việc nó nằm ở chỗ đó chính là cái việc mà theo thời gian thì cái khoản đầu tư nó mới lớn lên nhanh theo thời gian được, chứ không phải là minh triết trong đầu tư là chạy đua theo những cái sự thay đổi cái giá của thị trường. Nó mới thực sự là cái điều mà Thắng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn trong một cái buổi sáng trời rất là mát, không hiểu làm sao
cái giai đoạn gần đến Noel ở Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì thường rất là mát, không khí vẻ là nó khá là trìu mến đối với lại yêu ái đối với người Sài Gòn. Gần tới các kỳ Noel thì không khí lúc nào cũng gió mát, nắng nhẹ và rất là thoải mái để chia sẻ một cái thứ mà Thắng nghĩ rằng nó tốt cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian nghe tới cái đoạn này, và hy vọng rằng nó một phần nào đó khơi thông cái suy nghĩ của anh chị và các bạn về cái tính thức trong đầu tư, hiểu biết sâu hơn về đầu tư và có những cái kết quả đầu tư thành công hơn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.